Đối với cái người học viên lớp 3 thì chúng ta sẽ có 3 cách thanh máu. Thì cách thanh máu đầu tiên là dành cho những cái bệnh nhân mà có bệnh từ luân xa số 4, 5, 6, 7. Thì chúng ta nếu như mà chúng ta ngồi đối xứng với cái người bệnh nhân đó thì ngón tay cái và ngón tay út chúng ta sẽ bóp ngay cổ tay và các ngón khác chúng ta sẽ để xéo qua. Nhưng nếu như chúng ta ngồi bên hông thì chúng ta để 3 ngón tay xéo trên cổ tay của người bệnh nhân là được rồi. Còn khi nào ngồi đối diện thì chúng ta mới để được cái động tác là hai ngón tay bóp ngay cổ tay và mấy ba ngón tay chính giữa để xéo qua. Còn cách thanh máu thứ hai là những bệnh nhân họ bị bệnh ở luân xa số 3, số 2 thì chúng ta sẽ để ba ngón tay nằm trên cái mạch máu của người bệnh nhân đó. Đó, tức là song song đó, nằm trên cái mạch máu đó. Thì đó là cách thanh máu dành cho những cái bệnh nhân mà họ bị bệnh thuộc luân xa số 3 và luân xa số 2. Cách thanh máu thứ ba tức là những cái người mà họ bị suy nhược cơ thể, nguyên nhân là do tất cả các bệnh luôn, tức là bệnh nào họ đang mang trên người không cần biết nhưng gây cho họ bị suy nhược cơ thể thì chúng ta sẽ thanh máu bằng cách là ngón tay cái chúng ta đặt ngay cái mạch máu và những ngón khác chúng ta sẽ để bên dưới ngón tay cái của cái người bệnh nhân. À, ngón tay cái của chúng ta đặt ngay mạch máu và những ngón khác thì chúng ta sẽ để lên dưới ngón tay cái của người bệnh nhân. Thì đối với học viên cấp 3, chúng ta sẽ có 3 bước để hỗ trợ được bệnh cho cái người bệnh. Thì hồi trước khi mà chúng ta học cấp 2, chúng ta cũng có 3 bước cơ bản giống như vậy. Nhưng khi lên cấp 3 thì chúng ta sẽ ráp cái phần thanh máu này vào. Thì bước 1 chúng ta sẽ đặt luân xa số 7 và thanh máu. Sau khi chúng ta đặt luân xa số 7 và chúng ta cảm nhận được bệnh rồi và nó cũng đủ thời gian để kích thích những luân xa khác nhận năng lượng rồi thì lúc này chúng ta sẽ chuyển qua bước số 2. Thì ví dụ như cái người học viên này họ đang bị bệnh viêm họng đi thì nó thuộc luân xa số 5 quản lý. Thì chúng ta tới bước 2 chúng ta sẽ di chuyển tay luân xa 7 dời xuống luân xa kiểm soát vùng bệnh tức là luân xa số 5. À, và tay thanh máu chúng ta giữ nguyên thì thời gian thanh máu nó sẽ tương đồng với thời gian chúng ta đặt luân xa. Và bước 3 thì chúng ta tay đặt luân xa chúng ta chuyển lên để ngạnh đầu và tay thanh máu chúng ta để ngay cuống họng của người bệnh vì bệnh nhân này là họ bị viêm họng nha. Đó là bước 3, là một tay đặt ngạnh đầu, một tay để ngay dùng đao. Thì cái ngạnh đầu tức là từ ở luân xa 7 trở ra hai bên, có hai cái cục u á, thì đó là cái ngạnh đầu chúng ta sẽ để cái tay mình vào. Thì nếu như cái thời gian mà chúng ta làm 3 bước cho người bệnh mà nó trên 20 phút thì lúc này chúng ta sẽ để lại luân xa 7 1 phút rồi chúng ta lấy tay ra, tức là chúng ta làm thêm cái bước số 4 nữa để cho nó ổn định được cái lượng năng lượng của cái người bệnh này. Nhưng nếu như chúng ta làm 3 bước mà nó dưới 20 phút thì lúc này các bạn không cần làm lại bước số 4 nha, tức là không cần đặt lại luân xa 7 1 phút nếu như mình để năng lượng dưới 20 phút. Thì ví dụ như bây giờ cái người bệnh này họ bị viêm dạ dày đi thì dạ dày là luân xa 3 quản lý thì chúng ta vẫn làm đúng 3 bước giống như vậy. Bước 1 tay mình vẫn đặt luân xa 7 một tay thanh máu. Bước 2 tay luân xa 7 mình dời xuống luân xa 3 và tay thanh máu giữ nguyên. Và bước 3 là chúng ta sẽ đặt ngạnh đầu và dạ dày. 3 bước này là 3 bước cơ bản của người học viên cấp 3 dùng để hỗ trợ năng lượng cho những cái bệnh thông thường. Thì có 3 bước cơ bản như sau. Bước 1 là một tay chúng ta sẽ thanh máu và một tay chúng ta sẽ đặt luân xa 7. Thì nhằm mục đích là chúng ta khi đặt luân xa 7 chúng ta sẽ kích thích những luân xa khác nhận năng lượng của mình và đồng thời chúng ta sẽ cảm nhận được bệnh của cái người bệnh nhân đó. Và tới bước 2, chúng ta sẽ dời tay luân xa 7 xuống luân xa quản lý vùng bệnh, còn tay thanh máu thì chúng ta giữ nguyên. Thì nếu như ở cái bước 2 này cái người bệnh nhân đó họ bị viêm họng thì chúng ta sẽ dời xuống luân xa 5 là do họ bị bệnh về tai mũi họng. Nếu như họ bị bệnh viêm dạ dày hoặc là họ bị bệnh viêm gan thì chúng ta sẽ dời xuống luân xa số 3 và tai thanh máu thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Và thời gian đặt cái luân xa thì tổng tất cả các luân xa lại nó chỉ được 5 đến 10 phút đối với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi là 5 đến 7 phút và trẻ em dưới 12 tuổi là 3 đến 5 phút.
Và tới bước 3 thì chúng ta sẽ một tay đặt ngạnh đầu và một tay đặt ở vùng đau. Thì ví dụ như vùng đau của cái người bệnh nhân này là bị đau họng, viêm họng, thì chúng ta một tay đặt ngay ngạnh đầu và một tay đặt ngay cổ họng. Hoặc là cái người này họ bị đau dạ dày thì một tay chúng ta sẽ đặt ở ngạnh đầu và một tay chúng ta sẽ đặt ở dạ dày. Thì thời gian đặt vùng đau thì nó sẽ không có quy định, chúng ta có quyền đặt 5 phút, 10 phút, 15 phút đều được. Và khi chúng ta hỗ trợ những cái bệnh thông thường thì mỗi ngày chúng ta chỉ được phép đặt luân xa một lần duy nhất. Và những lần khác nếu như người bệnh có đến tìm mình hỗ trợ tiếp tục thì chúng ta chỉ đặt ngạnh đầu và vùng đau thôi, không được phép đặt luân xa nữa. Còn những bệnh nặng như tất cả các bệnh ung thư và bệnh ung thư máu thì chúng ta sẽ hỗ trợ cách khác, không giống như cái cách mà chúng ta đang làm ở những bệnh thông thường này.